Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình chuông chuông bằng kim loại cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình à. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp, cùng nghe qua về tiểu sử chuông chuông này nha. Chuông chuông Odonata là một bộ côn trùng với khoảng 4.500 loài hiện được biết tới, chia thành hai nhóm lớn: chuông chuông Ngoanisaptera và chuông chuông Kimdigoptera, khác nhau chủ yếu ở tư thế của cánh khi đậu và hình dạng của ấu trùng. Chuông chuông thuộc lớp sâu bọ của ngành chân khớp. Đặc điểm: chuông chuông có đầu tròn và khá lớn so với thân, được bao phủ phần lớn bởi hai mắt kép lớn hai bên. Các cặp chân có thể bắt mồi dễ dàng trong khi bay. Hai cánh hai bên giống nhau, dài, móng và gần như trong suốt, và cử động độc lập nhau. Hệ gân cánh rất dày, nhiều gân gạch ngang chằng chịt, phức tạp. Cuối bờ trước của cánh thường có mắt cánh là bộ phận điều chỉnh triệt tiêu rung động cơ học, đảm bảo cho cánh vững chắc. Phần thân bụng dài, cơ quan miệng kiểu nghiền, chân mảnh hướng về trước. Râu nhỏ, có hai đốt và một lông nhỏ dài phần đốt. Phần phụ hậu môn ở đốt bụng thứ 3, thứ 4, ở con đực, thứ 2 ở con cái. Cơ quan sinh dục ở đốt bụng thứ 9, cơ quan giao cấu thứ sinh ở đốt thứ 2 ở con đực. Loài chuông chuông lớn nhất thế giới hiện nay là loài chuông chuông kim khổng lồ Trung Mỹ, Megalorhiva spherulatus và Anastenus, một loài chuông chuông đặc hữu của quần đảo Hawaii. Trong quá khứ, đã từng có loài chuông chuông với sải cánh dài 60cm, hóa thạch của nó có niên đại 285 triệu năm. Có khoảng 4.500 loài hiện được biết đến. Ở Việt Nam, trên 500 loài. Phần lớn các loài chuông chuông là côn trùng có ích, là thiên địch ăn thịt nhiều loài sâu hại cây trồng và ruồi, muỗi. Môi trường sống: chuông chuông là côn trùng biến thái hoàn toàn. Thiếu trùng chuông chuông sống trong nước và có tên là con cơm nguội, còn gọi là con mày mày, khi trưởng thành thì sống trên cạn. Do vậy, người ta thường thấy các con chuông chuông trưởng thành sống gần các đầm hay ao hồ. Tuy nhiên cũng có nhiều loài sống cách xa môi trường nước. Sinh sản, vòng đời: trứng chuông chuông được đẻ vào mặt nước hoặc trên cành, lá thủy sinh gần ao, hồ và các khu vực ẩm ướt hoặc trong mô kè ở nước, và nở thành tiền ấu trùng sống bằng các chất dinh dưỡng có trong trứng. Sau đó chúng tiếp tục biến thái thành thiếu trùng với khoảng 9 đến 14 lần lột xác ở hầu hết các loài, và trở thành loài ăn thịt tham lam đối với các loài sinh vật sống trong nước, kể cả những loài cá con hô hấp bằng mang. Thiếu trùng tiếp tục biến thái và lột xác thường vào những lúc chập choạng hoàng hôn và tiếp tục phát triển thành loài biết bay, tuy nhiên màu sắc vẫn chưa hình thành. Những côn trùng này sau đó biến thành các con trưởng thành có khả năng sinh sản. Con đực có một cơ quan nằm gần phía sau của ngực, bên trong có chứa túi tinh, chúng giao cấu bằng cách dùng các móc nằm ở phía đuôi của thân bụng con đực để giữ con cái. Ở phía sau đầu, con cái uốn cong thân bụng về phía trước để đón cơ quan giao cấu của con đực và nhận tinh. Còn nếu chưa tìm ra được chỗ phù hợp, chúng sẽ dùng cách khác để đẻ trứng và giao phối. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.